Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với môn toán học. Và tiếp theo của bài toán hôm trước là chúng ta sẽ học bài số 22, phép trừ có nhớ của số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Và bài ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục vào bài luyện tập số 2, phần luyện tập chung. Phần A có một dãy các phép tính như sau. Chúng ta hãy điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Ở đây chúng ta có 56 cộng 4 và dấu hỏi chấm này là kết quả. Được kết quả ta lại trừ đi 5 và được kết quả cuối cùng. Thì ngay sau đây chúng ta cùng trình bày vào vở của mình nhé. Đầu tiên chúng ta có 56 cộng với 4 và trừ đi 5. Được kết quả. Ở đây chúng ta có một dãy phép tính là 56 này cộng với 4 này bằng kết quả này trừ tiếp đi 5. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính đầu tiên là 56 cộng với 4. Ta lấy 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 là 6. Đó. Tiếp theo được 60. Ở đây là 60. Trừ tiếp đi 5. Chúng ta có 60 trừ đi 5. 60 trừ 5, ta lấy 0, không trừ được 5, mượn 1. 10 trừ 5 bằng 5, viết 5, nhớ 1 sang đây. 6 trừ 1 còn 5, kết quả bằng 55. Vậy là dấu hỏi thứ hai chúng ta sẽ điền là số 55. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa thực hiện xong yêu cầu của bài luyện tập số 2, đó là điền số vào các dấu hỏi chấm. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.